đi xưa đi xích lô, chắc là đoàn đi là ở bên nước ngoài về đó, thấy người nước ngoài đó, thầy láng hay đoàn mỗi đó đúng chẳng đúng à. Quang Hà Nội cho nên là ngồi xích lô rồi đi một vòng Hà Nội đó. Đó, hình ảnh một buổi chiều Hà Nội với đoàn xích lô khá là dài chờ khách tham quan Huế. Thí điểm đường nội thành chiều về bà con làm lụng đi ngược về xuôi khá là đông, lúc này là 5 giờ chiều. Dạ, em vui xin chào tất cả bà con. Ở đây là ngã rẽ vào Mái Thúc Loan. Đây sắc màu áo quần bà con buôn bán bên đường Mái Thúc Loan. Bên kia bây giờ là sử dụng cho trường đặng Trần Cung, em thấy có một cái ngôi miếu là nằm trong di tích đó. Khói lắm chiều chiều hôm nay cũng là chiều 30 tháng 3 âm lịch rồi bà con. Như vậy là qua ngày mai là được qua tháng 4 rồi đó, còn nửa tháng nữa là lễ Phật Đản cùng tổ chức thường năm tại Huế rất là lớn, rất nhanh thời gian trôi qua đã kết thúc tháng 3 nữa. Và dương lịch thì những ngày tháng 5 hôm nay ngày 7 tháng 5 mà thông loan chiều về bà con đi khá đông, giờ cao điểm đó. Hồi 5 chiều ở đây là những hình ảnh bà con cũng giữa trời á. Dạ, hay có đục giấy áo. Kinh doanh làm ăn sầm uất về tuyến đường Hà Thúc Loan chiều nay. Mặt chúng ta là cửa Đông Ba, cửa Đông.
cầu Đông Ba, cầu cửa Đông Ba, rẽ trái sẽ là đào Duy Từ, đi thẳng đi rẽ phải là mầm Phan Đăng Lưu bà con. Đây đầu đường đào Duy Từ. Thêm cái cầu Đông Ba nữa bằng ngang qua dòng sông. Mùa hoa nở khắp nơi. Nguyễn Chí Thanh, phường Gia Hội ngày nay. À, bên kia là Đông Ba, bên này Gia Hội đó. Ngày hôm nay tiết trời Huế cũng nắng vừa, cũng có lúc âm u nhiều mây. Nhưng mà cả ngày thì hình như là không có mưa. Vâng, nắng, nhiệt độ lúc cao điểm cũng 32-33 độ C. Sáng và chiều thì thời tiết mát. Thậm chí về đêm thì người ta cũng có dự báo là sẽ về có mưa giông. Nhưng ngày hôm qua thì cũng dự báo các huyện A Lưới, Nam Đông, Hương Trà, chiều về thì có mưa giông chiều và tối. Như thành phố thì cái đêm cũng có vài giọt, nhỏ giọt. Trời nóng mà con bạn xe được mía đã chứ. Nhưng cái động lực mía này là việc bạn nhiều lắm nè. Bao nhiêu ly làm ăn chiên có duyên, rồi là gặp thời gặp vần đó. Và nhiều cửa hàng vẫn bán nhưng mà lại chỗ có chỗ đóng, chỗ không đóng. Nhưng bà con hay có câu nói làm ăn gì có tay đó, kinh doanh buôn bán gì phải có tay mới làm được. Đông khách như là làm ăn lâu dài. Qua cùng 2-3 cái ngã ba đường rẽ qua Chi Lăng đó, Hồ Xuân Vương rồi Nguyễn Bình Khiêm. Trường Trung học cơ sở Nguyễn Bình Khiêm. Đường này thì có sau lưng chúng ta thì có một trường cấp 3, trường Gia Hội. Đây là ngã tư Cao Bạc Quạt. À,
Đây cuối đường thì sẽ về khu vực phường Phú Hậu đó. Bây giờ đường phố nào kinh doanh cũng làm ăn cũng nhiều mặt hàng, bà con cũng dễ đi mua đi bán, phương tiện đầy đủ rồi, hàng hóa cũng lên lưng luôn. Cho thuê mặt bằng đây là 2-3 triệu luôn, chim cành cả cành. Bây giờ tạ mặt bằng rồi, cà phê đậm chai đó, mùa nóng rồi, tìm đến dây khác, cái xe hàng nước mía trà đá. Thúc đường Nguyễn Chí Thanh giao nhau về đường Nguyễn Giá Thiều, một đoạn đường và ngay mũi cầu Chợ Dính đó. Đây là Nguyễn Văn Siêu này. Nguyễn Văn Siêu cũng sẽ thông ra và Chi Lăng, bà con em đưa mọi người đi thăm hình ảnh bà con trên đường phố cũng như thăm bà con trên đường thì đi rất là vui đó, đi về những cái tuyến đường mà được cho là nhiều người khổ khổ hay ra ngồi kiểm sống bên đường nhất thì cũng ít gặp. Bây giờ đời sống cũng có tầm đỡ đi nhiều đó, đâu đó họ vẫn còn có nhưng mà bây giờ đi thì cũng ít bắt gặp hơn năm xưa. Năm xưa ra đường là gặp nhiều lắm. Đây là Chợ Dính, Chợ Dính về chiều. Nơi đông dân cư thì bà con ngồi buôn bán hàng rong nhiều lắm luôn, tại đường Chi Lăng rất nhiều hàng rong, mật độ buôn bán nhiều lắm, lúc nào cũng phải đông khách cả, hàng quán thì nhiều. Đó, đèn lồng bắt đầu bày bán rồi nè, còn nửa tháng nữa là đến lễ Phật đản, bắt đầu bà con làm lồng đèn bày bán đó. Hàng rong quá trời luôn.
xe bay nó dự ngày 30/14 đều có bình hoa, dĩa quả, gọi là lễ cổ phẩm để bày cúng giữa trời. Hoa quả cáo trầu rìu giấy áo đó. Thông thường người ta hay cúng hoa quả cáo trầu rìu rồi chàng cháo thánh, cháo trắng đó. Mình trắng hộp nộ đó, đột dày văn mà áo bính dân hương ngày 14 cùng ngày 30 mỗi tháng, đặc biệt như là mùa tháng 4 này, mùa Phật Đản thì mùng 1 rồi đi bà con sẽ cúng kiến nhiều đó. Màu của xứ Huế mùa Phật Đản rất là đặc trưng. Bắt đầu từ ngày mai đầu tháng, ngày hôm nay là cuối tháng 3 là đã thấy hương khói đó. Hàng cũng rất là nhiều. Và con thấy đã đi trên đường Chi Lăng, bên kia là đường Nguyễn Chí Thanh. Cà phê, cà pháo, đường Chi Lăng bản cũng rất là đông khách. Lượng người, mức độ người dân dưới này đông á. Em thấy lúc nào đi ngang phải đông đúc số hồ cả. Xe cổ ngồi uống cà phê này, đó trời là hai bên đường. Đó, chiều nay lại từ Đông Ba về Gia Hội rồi, Gia Hội lại về Đông Ba. Sắp kết thúc đường Chi Lăng thì sẽ qua tòa Gia Hội về Đông Ba đó bà con. Buổi chiều rất là mát, ngày nắng không lớn nên là chiều tối và sáng sớm mát lắm luôn. Gia Hội Đông Ba
chiều mua bán đông đúc có. Tại phố Mai Thúc Loan về gia hội Đông Ba gia hội trận chiều, hy vọng mọi người cũng biết thêm Huế công an nha. Dạ, và em sẽ còn tiếp tục gửi đến bà con những hình ảnh về Huế trong những tập tiếp theo. Xin xem mọi người không quên nhận like, đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi nhiều video mới em gửi đến bà con những hình ảnh về Huế. Dạ. Rồi, em quay xin chào và hẹn gặp lại bà con. Bye, yeah, hoy.